What time is it? Rồi, mấy ông phối hợp vậy, what time is it? Cái là chat lên vậy hả? Này phối hợp dữ vậy ta. Mốt anh em, mốt mà có đánh chung kết hay đánh kiểu đánh fan á, viên mặt ti á. Cái tôi cặp cái mai tôi quá tham bị giết là anh em gam tham cho tôi nha. Anh em gam tham phải to tiếng hơn tôi nha. Tôi mới chịu á. Em nhớ nha. Mốt đi viên mặt ti đi. Tôi cầm cái mai tôi quá tham bị giết. Ánh mắt ta chạm nhau. Chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu. Ai mà ảnh bài đó luôn hả? Gời vậy gời, ý đồ quá vậy, hai găng ý đồ quá vậy. Kéo chì lỗ máu vậy. Ờ quên che map à. Ok. Cảm ơn anh em nhá. Đúng là phải cần trách của sĩ đơ luôn á. Đã đánh hay lại còn hả chu đáo. Vậy mà vẫn không có nhiều. Hảo thật đấy. Gần đạo uy scan 10.000 đồng, kết bạn liên minh á a mặt mếu. Con gần nha các bạn em. Hai à, mất xe luôn cay ghê. Nó nhờ áp lực gần cái nó quýnh láo kìa. Nhìn anh em ơi, không có spell chứ cầm có lát rồi. Xuống chơi luôn rồi. À, không có gần nữa, không có gần nữa. Ăn xe là win game. Ồ, game này win chắc rồi. Gần đã rescan 10.000 đồng. Con Shiba của Adder hở. Cảm ơn gần nha, của anh Pha, Pha quản lý. Trời ơi, cái con lại kể sự tích của cái con Shiba này. Con Shiba này lúc tôi mới vô team á. Tôi mới vô con ngày đầu tiên luôn gặp tôi, cái tôi đang ăn á, cái nó dưới sàn nó cứ hả chầm chầm lên người tôi, nó xin ăn tôi á. Cái tôi cho nó ăn xong rồi hả, hai ba hôm nay nó cứ bu bu lên người tôi và tới giờ ăn là nó bu vô người tôi à. Nó khôn mày chứ. Biết nịnh, nó biết nịnh người mới ghê á. Nịnh người mới cho nó ăn á, biết nịnh lắm. Cô còn gà không xanh. Cưng hai thôi nhỉ. Chết rồi. 3, 2, 1. Ây da, má hết thời gian quy kìa. Ây da, má quê dữ vậy. Sao thời gian quy hết nhanh quá vậy. Má hơi quê nha. Ánh mắt ta chầm nhau. Chi muốn ngắm em lâu hợp lâu. Quê ác. Ok, ok, fry. Ok, fry. I'm good. Công Nguyên đã rescan 20.000 đồng. It's later time. Cảm ơn Công Nguyên nha. Ủa sao lại có hồi chiêu vậy ta? Ủa sao lại có 8% hồi chiêu vậy? Ủa? Ủa sao lại có 8% hồi chiêu vậy? Ủa 8% hồi chiêu đâu ra vậy anh em? Trời ơi, nãy đơ mới nói xong rồi, giờ đơ không có webcam cho nên đơ phải qua phòng của anh quản lý đơ stream nè, mượn cái camera quay hình, quay phim á. Mà camera này đâu có được mượn hoài đâu. Giờ ví dụ như có ai quăng $100, 2 triệu mấy vô, mai đi mua webcam luôn. Webcam về tầm 2 triệu rưỡi, mà 2 triệu thì cũng được. 2 triệu cũng được, 2 triệu thì mua máy cũ, còn 2 triệu rưỡi thì mua máy mới luôn.
trời. Thì ví dụ giờ không có webcam chim thì đành chim văn phòng này thôi, rồi chừng nào người ta kêu là ừ hôm nay em bận lấy cái máy anh quay phim mà anh không có cho em mượn stream được thì tới đó chắc up thôi. Tới đó chắc up thì chơi răng này nọ chứ giờ không webcam sao stream, chịu rồi. Ở team cũ em mượn của Khải, giờ team mới đâu có Khải đâu. Đã rescan 10.000 đồng cho xin cái kết bạn Zo nết liền hai củ. Ôi chị Nam nó làm nha. Hello Ade, cảm ơn Minh Hoàng nha. Gin em donate anh hai củ, anh cho em kết bạn Facebook anh luôn, cho các bạn liên minh luôn. Em còn gì muốn kết bạn không? Em kết bạn ngoài đời với anh luôn không? Các bạn ngoài đời với em luôn á. Để 2 triệu cái đi. Mai anh đi mua cam mới nè. Anh các bạn ngoài đời với em luôn. À cùng. Ừ quá cùng. Đời sinh viên có cây đàn guitar cầm. Trời anh em. Ô tụi quên là hát cốt luôn. ASFBM DM mua cho cái cam mới. Cảm ơn Minh Hoàng nha. Tiền trao cháo múc, tiền chưa trao thì múc cháo sao được. Ví dụ giờ anh em kiếp đồng hay anh em làm gì á, ra về ví dụ giờ kêu mai tao cho mày 10 triệu, giờ đưa tao 10 triệu đi. Đừng mai. Tiền vô tay mới là tiền của mình, tiền trong tay người ta là tiền của người ta. Tiền trong tay mình mới là của mình. Phương Đặc Nhiệm đã rescan 20.000 đồng. Cảm ơn Phương Đặc Nhiệm nha. Gửi Phương Đặc Nhiệm. Gần đã rescan 10.000 đồng. E kết bạn liên minh thoi Z một củ ha. Cảm ơn Gần nha, cũng được. Tiền trao cháu múc. Bonus cho em thêm liên minh Facebook luôn. Cũ được à. Cũ thì ra mua cam cũ cũng được, ra mua cam Sài Gòn á, cam 2 triệu rưỡi Sài Gòn chắc người ta bán 1.8 triệu, cho 2 triệu gì đó thì là đủ mua. Hôm nay không đủ ngày mai chứ sao. Gần đã rescan 10.000 đồng e banh ngân hàng ha. Cảm ơn Kinh nha. Giờ này máy bị gì ta, sao lúc nó hiện thông báo nó cũng hiện vậy. Cái đậu xanh vãi. Máy bị gì vậy ta? Máy. Từ từ để coi có nhìn lộn không? Chết lần nữa có lộn không? Ghê rồi. Cảm ơn Gin nha, cảm ơn em, cảm ơn Gin nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Em Facebook luôn em ơi. Gần anh dễ lắm. 10.000 đồng. Kata 1N. Cảm ơn Gin nha. Xíu anh em đưa cái link Facebook anh chứ đưa in game anh add luôn. SK2 luôn em ơi. Mình add nhau ngoài đời luôn được không? Tìm bạn Bút Phương. Add nhau ngoài đời luôn được không? Gần đã rescan 10.000 đồng. Kata 1N Gần. Cảm ơn Gin nha. Rồi tập trung đánh phát này cái. Long Hoàng đã rescan 10.000 đồng. Cho em chào Pia đằng sau với DSD. Mà Long Hoàng nha. Một lần nữa anh cảm ơn kênh nha em ơi. Quá tham visit. 1 triệu giờ thêm 50 đô nữa. 2 triệu mấy mới tụi webcam. Mới có 1 triệu. Kênh ơi anh cho em hẳn một cái clip YouTube luôn kênh ơi. Anh kia editor làm cho anh cái clip này làm cho bằng được. Kênh đã rescan 10.000 đồng. Ram Tam. Cảm ơn kênh nha. Anh kêu editor làm thẳng một cái clip cho em luôn, focus vô cái clip internet luôn được chưa? Kiểu gì? Ây da, có xin, có nó lố đâu. Có nó lố đâu. Thì nó lố thì ấy. Webcam giờ, webcam ở C922 2 triệu, 2 triệu rưỡi mà. Webcam 4K 5 triệu lận. 5 triệu thì
xa vời quá, không dám nói. 2.5 thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Em nói em muốn em có được tình yêu. Lụm nó trai. Lụm nó phát ghiền em trai chứ lộn. Trời ơi nó mạnh. Thôi dạo chơi xíu nha. Phá chỗ này xong ra phá nhà lính nó để nó hồi sinh ra dạo chơi cái. Và đợi quỳ cái đợt đầy máu này làm gì vậy? Ui nó ủi cái ủi ui. Kinh ơi. Em đưa anh đi game hết game, đưa anh đi game nha. Clay ha, Clay thì 100 đô. 100 đô hay 100 euro cũng được. Hút thuốc 10 năm. Lá cho bóng ngủ đỉnh ha. 10 điểm. Clay 100 đô nhưng mà ghiêng kinh thì save up 50%, 50 đô. Đang save up một đêm duy nhất. Không, captain Gin tưởng đâu là Gin, em nó kêu là từ nay hay kêu là captain, thì tính kêu là captain luôn á chứ. Đâu biết game đó là captain Gin đâu. Có gà anh em ơi. Sao giá ba mạnh thế. Ê bóp bị gà thật. Hello Hưng Nhâm nha, hello em. Add in game của thằng em cái. Captain Gin. Captain Gin ơi, em có đang on không em? Em có đang on không vậy? Anh gửi cái là mấy các bạn cho Gin rồi đó. Gin có gì Gin gửi Facebook cho anh luôn. Anh add Facebook cho Gin. Anh em ơi, anh em nào chưa like fanpage cho đơ, anh em ứng like fanpage giùm đơ với nha anh em. Em ứng like fanpage giùm đơ với nhá. Chắc đơ sẽ đăng nhiều thứ trên fanpage này á. Tại đơ muốn làm YouTube mà đơ muốn làm Facebook mà tại đơ lười quá. Chút đơ lười quá. Giờ chắc đơ rảnh thì đơ sẽ chia thời gian ra đơ làm fanpage luôn. Nha, anh em ứng like fanpage cho đơ cái nha.